đi chơi mà vẫn học nè các rồi, bạn. Nó đang học trong lớp đó. Người cá Kevin buổi sáng ăn xong là ra học bút bài. Chì tại bút chì nó viết hơi bị xấu cho em. Tiếng Nhật á hả? Em viết bút mực quen. Nó đang bút chì bút chì à, để coi. Không có ba con nào ở trong lớp á. Rồi bây giờ mấy em lấy sách tiếng Anh của bạn tay ra, chúng ta học nhẹ tiếng Anh đi. Rồi đâu sách nào đâu? Trường em là học tiếng Mufo rồi, em đi học đi. Tại có nhiều bạn người cá giỏi tiếng Anh lắm, mình phải học chung thôi. Nó nặng quá, nặng cầm thử không? Cầm đi. Trời quá à, không có. Kevin học tiếng Nhật ha, giỏi tiếng Nhật ha. Không sao gà. Khoa học 4 nè. Speaking đi. Không, cái này là Amazing Sen 4, là có nghĩa là khoa học 4 á, học tiếng Anh bằng khoa học á. Amazing. Ở sao sách của ông cũng có màu sắc. Amazing. Cái này là có nghĩa là ngạc nhiên về khoa học, bất ngờ về khoa học. Đúng. Amazing. À, ở trong lớp em cũng học cuốn sách này nè, mà có màu, còn này không có màu. Ủa Kevin có chỗ ngồi không? Thôi mình đi vô trong này mình ngồi đi. Cho. Thôi mình ngập mình học đi. Rồi. Chương trình học tiếng Anh trên giường. Học tiếng Nhật luôn. Học tiếng Anh chỗ này hả? Ngồi về được không? Vâng, không mở tiếng rồi lên cho sáng. Rồi. Học tiếng Anh 15 phút thôi nha các bạn. Học tới trang mấy rồi? Mới học chưa học trang này ạ. Rồi. Chữ này là chữ gì? Bạn nào đọc đúng? Content. Nghĩa là gì? Nghĩa là nội dung hoặc là lời nói đầu. Bài 1 là sẽ học về con người và cuộc sống. Chapter 1, Humans and Life. Tắc đi. Thôi. Tắc đi. Rồi. Bạn nói tắt nha. Nhanh lên. Rồi gì cho bạn bè ở đây đi, mình đi qua kia mình học ha tay ha. Nhưng mà phòng này đang mát mà. Phòng này mát quá tắt rồi. Ừ ok. Rồi, học về human life là mỗi người ngồi. Là cuộc sống con người nha. Sunlight. Air. Food. Water. Water là nước, này là chất ăn. Này là thật khí cần. Cái này mới bạn biết chưa? Kevin biết rồi đúng không? Quá dễ quá bạn ơi. Cái này quá dễ. Nè. Vậy câu hỏi này là gì? Mấy em nói coi. What do you human need to live? Look and read. Look á là nhìn còn em ra. Phan Cùng gọi ngoài đặt điện thoại luôn. Phan Cùng mới sáng sớm là gọi nhiều quá rồi. Rồi em nghe luôn đi coi ai. Alo. Cái điện. Mình làm người cá mình không có thời gian rồi đúng không? Bạn mất to lên đi, hình như bị mất sóng á, bạn nói lại để tôi bật loa lên cái đã. Loa. Nói đi. Alo. Nó muốn mua đuôi cá lên website đi. Muốn mua đuôi cá lên website mà Mentalon. Ok, rồi mình học tiếng Anh tiếp thôi các bạn người cá ơi, chúng ta không có nhiều thời gian rồi. Bye bye bạn nha. Ben là đại đệ tử người cá nè, đang học tiếng Anh chung với Tio, với người cá Kevin, với người chúng ta chỉ có 15 phút học tiếng Anh mỗi ngày thôi. Tắt điện thoại đi. Tắt ngôn đi. Mỗi ngày chúng ta học 15 phút một ngôn ngữ là sẽ rất là tốt luôn á. Thôi, học nhiều ngôn ngữ. Học nhiều, mới đi biểu diễn quốc tế được chứ. Giờ muốn biểu diễn người cá bên Nhật là phải học tiếng Nhật mới đi nhận show biểu diễn người cá bên Nhật. Không, nhưng mà bên Nhật cũng có thể nói tiếng Anh mà. Nhưng mà bên Nhật ít khi lắm á. Người ta ít khi hiểu tiếng Anh lắm. Tất cả các nước đều phải học tiếng Anh, nhưng mà nước Anh với nước Mỹ không cần phải học những tiếng. Lần trước em không biết tiếng Nhật, em nói tiếng Anh á, có khi người ta còn chẳng hiểu em nói cái gì á. Tiếng Anh là đa năng nhất cơ. Rồi. Học tiếng Anh xong rồi học tiếng Hoa.
chữ này coi. What do you humanity? Rồi đọc sai rồi. Đọc sai rồi. What do you humanity? Dù đâu không có dù gì. What do humanity? Không, mà mỗi bạn đọc một lần đi. Rồi muốn là đọc một lần đi. Rồi bạn Ben đọc trước. What do humans need to live? Rồi đọc sai rồi đó. Đại. Đọc mà hiểu nghĩa không? What do humans need? Không có. Lại đi lại rồi đọc sai rồi. What do humans need to live? Look and read. Rồi nghĩa là gì? Không hiểu. Ờ, chị hiểu đời, lúc này. Tôi đọc tiếng Việt trước. Dạ, để cho con nói cái này đã. Con chỉ hiểu lúc in nó là có nghĩa là nhìn và đọc. Nhìn và đọc. Không biết vừa cột mà nghe giùm cái để tôi nói cho lẹ. Nhìn và đọc nè. Con thấy thôi bị giỏi tiếng Anh luôn. Quá là cái gì nè, clip là ở đâu nè. Rồi xong, hiểu rồi. Tôi không nói rồi. Con chỉ hiểu từ này với từ này thôi. Con chỉ hiểu 4 từ trong này thôi. Những thứ con người cần để sống là gì? Nhìn và đọc, nhớ chưa? Những thứ con người cần để sống là gì? Nhìn và đọc nha. Rồi bây giờ em đọc xong rồi, tới phiên em đọc tiếng Anh cái này cho Tuyên nghe. Kevin. What do humans need to live, look and read? Hay. What do humans need to live, look and read? Nè em nhìn nè. Bây giờ tôi đọc chữ, ra chữ, chữ này là humans. Cuối cùng là phải có S. Humans. Nó có chữ S phía sau. What do humans need to live? Cái gì? Khi nào mình dùng chợ từ? Giờ chợ từ. Để đó cô. Đúng rồi, phải ló. Nó có hai tiếng Anh, có hai loại động từ. Động từ to be và động từ gì nữa? Cái gì quá khứ. Động từ to be và động từ bất quy tắc nó có ba thể. Nhưng mà to be là lớp 1 mình học rồi. Rồi, những gì con người cần để sống nè. Tôi nói to be là quá dễ. Những gì con người cần để sống em hỏi. Câu này là mấy mốt mấy bạn hỏi. Food and water. Rồi. Tới phiên Kevin cầm lên đọc. Sunlight, food, water. Bạn này đọc tiếng Anh nghe hay, có vần có điệu. Sunlight. Em đọc cái water là tiếng Anh Mỹ. Food. Water. Water là tiếng của Anh, còn em là Mỹ. Đúng rồi.